anh Trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ đâu nào? Ngày xưa đó ta hay đón dịu nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đồn khuya, lòng ai thương nhớ vô biên. Thương anh thương ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu, không nói lên câu ra từ. Cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mong. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành, khi nỗi sông còn điều linh. Ở phương này vui kiếp sống chính nhân, nhưng không quên dệt mơ ước. Ngày nào quê hương tàn chính chiến cho tơ duyên đượm thắm màu, và phương đó em ơi có gì vui xin biến thư về cho anh nhớ thương vơi đời. Đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm, em mới biết cho chàng phẩm nghe nhạc tới từ thương hiệu Đàn Ông. Và đây là một trong những cái hệ thống nghe nhạc với rất là nhiều những công nghệ đời mới. Đây là sự kết hợp giữa chiếc đầu ampli số Đàn Ông DRA100 và cặp loa Đàn Ông SC101. Cả hai thiết bị này đều là hai thiết bị đặc biệt của Đàn Ông. DRA100 là một trong những cái phiên bản mà kỷ niệm 100 năm thành lập của Đàn Ông, và đến ngày hôm nay thì là 110 năm rồi các bạn nhé. Và cặp loa Đàn Ông SC101 này là một trong những cặp loa nằm trong danh sách những cặp loa cao cấp của hãng, với cái màng loa được làm bằng sợi thủy tinh rất là chi tiết và kỹ lưỡng, đưa ra một cái chất âm rất là trong trẻo và chi tiết. Bộ sản phẩm này thì ngày hôm nay ngoài cái sự độc đáo về cái thiết kế cũng như là thuần nhạc số ra, thì nó còn có một cái mức giá thực tế là tốt nhất từ trước tới nay. Cặp loa Đàn Ông SC101 đang có mức giá bán lẻ là 5 triệu các bác nhá. Trước đây thì nếu mà hàng đẹp phải 6 triệu rưỡi đến 7 triệu. Ngày hôm nay thì em sẽ họp cặp loa này đầy đủ e-cang các bác nhá, với mức giá là 5 triệu cho các bác nào mua lẻ. Còn chiếc ampli số Đàn Ông DRA100, trước đây thì nó có mức giá đâu đó vào khoảng 13 triệu, sau đó thì đã giảm xuống 12 triệu. Nhưng ngày hôm nay em sẽ siêu họp cho các bác duy nhất một máy này, với hình thức nguyên thùng xốp, sách tay từ Nhật về, đã qua sử dụng nhưng mà hình thức còn gần như mới, với mức giá là 10 triệu các bác nhá. Chỉ 10 triệu cho chiếc DRA100 này thôi. Các bác có thể tham khảo những video khác trên kênh của em cũng như các đơn vị khác. Mức giá 10 triệu của chiếc ampli này thì chắc là không ai bán đâu. Đây là hai vế e-căng của loa, và tổng thể bộ sản phẩm này là 15 triệu các bác nhá. Các bác có thể mua lẻ hoặc mua combo cũng được. DRA100 là một trong những cái phiên bản được sản xuất ra nhằm kỷ niệm 100 năm thành lập Đàn Ông, và nó sở hữu một cái thiết kế rất là đẹp. Sau này cái thiết kế này cũng được áp dụng trên cái phiên bản PMA 150H. Và chiếc ampli này về hàng thì nguyên thùng xốp, các bác có thể nhìn thấy cái thiết kế của nó. Thiết kế của nó thì làm ở phía trên đây chúng ta sẽ có cái thiết kế bằng nhôm, phía dưới cũng bằng nhôm, hai cái giải nhôm này nó sẽ liền mạch nhau chạy về phía sau, và ở giữa cũng như hai hông chúng ta sẽ có thiết kế màu đen. Mặt trước sẽ sử dụng một cái lớp gương kính bóng, và ở đây chúng ta sẽ có một cái hệ thống phím điều hướng cảm ứng các bác nhá, bằng cảm ứng hết. Các bác nhìn cái cụm enter này, mũi tên này đều là cảm ứng hết các bác nhá. Đó,
cảm ứng hết, cảm ứng gọi là cảm ứng chạm giống như trên smartphone thông minh bây giờ, không phải cảm ứng điện dung đâu ạ. Đây là một cái điểm bắt NFC Bluetooth và USB sẽ hỗ trợ DSD 5.6, hỗ trợ headphone ampli, tăng giảm âm lượng. Nói chung một cái thiết kế hoàn toàn phẳng và rất là đẹp, gọn gàng. Phía trên của cái phần nhôm thì chúng ta sẽ có logo của Đàn Ông, và các bác có thể nhìn thấy đó là cái màu sắc nhôm, gọi nhôm sần ở trên cái con ampli này rất là tuyệt vời và đẹp. Phía sau của ampli thì chúng ta sẽ có hai cái cầu thu sóng wifi. Hai cái trạm thu sóng wifi này giúp các bác có thể kết nối wifi với cái đầu máy DRA100, và chúng ta cũng có kết nối bluetooth luôn trên cái thiết bị này các bác nhé. Phía sau của ampli số DRA100 thì chúng ta sẽ có hệ thống cầu loa với công suất là một cặp loa bắp chuối. Các bác sẽ có hai đường vào quang học để chơi giải mã từ TV và một đường vào đồng trục. Có một đường audio out để có thể làm con DAC cho bộ khác. Nói chung con này thì rất là tuyệt vời. Có hai đường audio in với analog. Còn về cặp loa, thì các bác đang có một cặp loa Đàn Ông SC101, hình thức đẹp xuất sắc, góc cạnh màu sơn gỗ rất là đẹp các bác nhá. Cặp này là một trong những cặp nằm trong dòng SC mà cao cấp, chỉ có hai bộ thôi, đó là SC101 và SC CX3. Đây là SC CX1 chứ, em xin lỗi các bác, và SC101 và SC303 cho bộ CX3. Cầu loa BY các bác nhá, cầu loa dạng BY đang kết nối để có thể chơi với ampli DRA100. Thực tế thì em nghĩ rằng cái ampli DRA100 này với mức giá 10 triệu ấy, các bác có thể chơi loa Buxell như dòng Đàn Ông SC101 đây, hoặc là các bác mua về để làm một con DAC rất là hay. Tại vì sao? Tại vì như em vừa quay cho các bác, đó là các bác có thể thấy đó, sau máy có một ngõ audio out, như và cái con máy này nó còn có tất cả những kết nối số không dây, ví dụ như các bác chơi ổ cứng này, USB này, giải mã TV này, rồi các bác kết nối Bluetooth này, rồi có cả Spotify qua AirPlay cũng như app trên điện thoại nữa. Đây là một trong những con máy rất là tuyệt vời, phù hợp để các bác vừa làm ampli vừa làm DAC, và mức giá đang sale off của máy là 10 triệu các bác nhé. Em nhấn mạnh này các bác, 10 triệu thôi nhá. Khiển zin của máy được đi kèm về. Tổng thể bộ dàn với mức giá là 15 triệu. Con này thì sẽ không có CD, hoàn toàn các bác khai thác bằng nguồn nhạc số hết, cắm từ TV, từ ổ cứng USB, từ Bluetooth, từ AirPlay, từ Spotify qua kết nối Wi-Fi. Một trong những cái mức giá điều rất là hấp dẫn trên cái bộ DRA100 ngày hôm nay. Bác nào quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ tới một trong hai đầu số của Thanh Tâm các bác nhé. Chẳng buông lời hình như
dừng lại bên quán nước khu chợ vắng, thơ ngây nào nhắm mắt chút thôi, mặt trời đang không hát, nắng sắp tắt chẳng buông lời hình. Bạn nào quan tâm tới bộ đàn ông DRA 100 và cặp loa đàn ông SC101 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.